Welcome to Gare de Sourcelles. Bienvenue à Gare de Sourcelles, village de référé de français. Nhà mình đã đến nơi rồi đó mọi người. Thì bây giờ Cathy sẽ đi tìm cái chỗ đậu xe. Nhưng mà mình thấy là chỗ nào nó cũng kín hết rồi mọi người ơi, quá trời đông á. Mình sẽ chạy dài dài lên trên kia để mình tìm cái chỗ đậu xe nha. Mình muốn đi lên Gare de Sourcelles là đi một tour bằng tàu nha mọi người. Cái này như cái xe vậy đó, xe như cái xe bus vậy đó mọi người. Mình không ghi này á, đi vé là 7 euro cho một người lớn nha mọi người, còn con nít là từ 3 tuổi tới 12 tuổi là 2 euro cho một bé. Je voudrais faire un tour de Gare de Sourcelles avec le petit train pour aller acheter des billets 7 euros pour des adultes et les enfants à partir de 3 à 12 ans 2 euros chaque enfant. Tự hào đứng trên một ngọn đồi đá Puig de Montagne, ngôi làng Gare de Sourcelles tráng lệ này nó đang mời gọi chúng ta đắm chìm trong lịch sử của cuộc thập tự chinh chống lại quân Qatar làm rung chuyển miền Nam vào đầu thế kỷ thứ 13. Thì đến nay Gare de vẫn với những cái thành lũy, những cái cổng phòng thủ và những cái con phố nhỏ thời Trung Cổ cũng như những cái dấu tích lịch sử thời Phục Hưng, tất cả đều nhìn ra vùng nông thôn tuyệt vời của vùng Gare. Thì cái ngôi làng này đơn giản là một kỳ quan và nó đang mời gọi tất cả mọi người cùng về đây khám phá. Năm 1222, năm Gare được thành lập, thì trong một thập kỷ thì miền Nam bị tàn phá bởi một quân đội thập tự chinh gọi là những người Albigensians, hay gọi là Qatar sau này đó mọi người. Thì xuất hiện từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 12 theo phong trào chống lại giáo hội Công giáo La Mã. Thì cuộc thập tự chinh này do các nam tước của Vương quốc Pháp lãnh đạo theo lời kêu gọi của Giáo hoàng Ba vào năm 1209, và nó dần dần biến thành một cuộc chinh phục. Đứng đầu là Simon de Montfort. Thông qua cái thành công quân sự của mình thì nam tước Ildefonso đã tự rời khỏi cái cuộc thập tự chinh này và trở thành chủ nhân của quận Toulouse, công quốc Narbonne và các tự tước Béziers, Albi và Carcassonne. Thì từ đó, chính từ cái cuộc chiến tranh miền Nam này mà thị trấn Gare được ra đời. Thì Cathy đi trở về một lịch sử một chút nhé cả nhà. Gare được thành lập vào thế kỷ thứ 13 vào ngày 4 tháng 11 năm 1222 bởi bá tước Toulouse Raymond VII. Thành phố này được thiết kế để chứa những cái dân cư không có nhà cửa và bị phân tán bởi cuộc thập tự chinh của các nam tước Vương quốc Pháp, và đây là một cái lý do để Gare ra đời. Thành phố nhanh chóng đông dân, nhiều xưởng được mở cửa và thành lũy được xây dựng. Quá trình xây dựng kéo dài đến 7 năm và nó nhanh chóng trở thành một cái điểm nóng đối với quân đội Qataris. Thì thành phố bất chấp cái sự đàn áp của Công giáo thì thành phố vẫn phát triển với các ngành công nghiệp vải lanh, vải, da và thương mại và tài chính. Thành phố sớm đạt được đến 5.000 dân
và cần phải xây dựng các thành lũy mới. Và từ năm 1280 đến năm 1350 thì các gia đình thương gia giàu có đã xây dựng những ngôi nhà mặt tiền theo kiểu Gothic tuyệt đẹp mà đến ngày nay chúng ta vẫn tìm thấy trong các con hẻm của Cork. Bây giờ chúng ta sẽ vào trung tâm của Cork de Sucelles là nha mọi người. Thì có hai lối vào, một lối thì sẽ dành cho xe, cho chiếc tàu này, và một lối mà để cái biển Bienvenue đó mọi người. Thì mọi người sẽ đi đường bộ, chúng ta sẽ leo lên trên bằng cái ngã đó. Mình leo lên trên này rồi mọi người, thì nhìn xuống từ trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy được toàn bộ bao quát một cả cánh đồng của Cork, của vùng Cork được. Thì do mà cách thi ngồi cái máy tàu bên này thì mình không có quay được của mọi người, để lên trên mình sẽ quay lại mình cho mọi người xem. Thì chuyến tàu của Cathy cũng đã lên tới trung tâm của Cork de Sucelles rồi mọi người. Trước mặt mọi người đây là một trong hai cổng thành lớn của Cork de Sucelles, nó gọi là cổng thành Porte de Ormeaux. Chuyến tàu của Cathy đến đây cũng là kết thúc rồi mọi người. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video khám phá Cork de Sucelles bằng đường bộ nha mọi người. Thì Cathy sẽ quay từng cái ngóc ngách của Cork de Sucelles cho mọi người xem. Nếu mà cái video nó khô khan thì mọi người thông cảm nhé, tại vì đây cũng là một trong những cái video kỷ niệm mà Cathy muốn để dành lại sau này, và cũng muốn chia sẻ một phần lịch sử của nước Pháp cho mọi người xem. Thì cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video, và mọi người nhớ cho Cathy xin một like, một nút đăng ký nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hành trình kế tiếp nhé cả nhà. Tạm biệt.